Nói chia tay dễ dàng.
Nơi vòng hôn, anh hãy cùng nhau đi về đến chỗ em. No, no, please come back to me. I
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khi nhớ ra hai chúng ta không là bạn nữa. Có một người tối qua nói nhiều điều khiến em khá đến buồn. Chẳng phải riêng em mất cả đêm thao thức, anh cũng cứ ngắm nhớ em về một mình ngẩn ngơ. Baby, I miss you, I just wanna be your man. I love you, lần khác cho em xin một lần với hết những điều kiên còn e ngại. Cho em yêu anh nhé, theo anh hết tận cùng của hạnh phúc. Yêu em, yêu em nhé, my baby. I love you, lần anh sẽ mãi là người che chở cho em, không thể cách xa. Tại anh đây hãy nắm lấy tôi sẽ chẳng cần phải lo lắng. Yeah.
Trái tim anh đâu thế nào? Được vắng sau này chỉ mình anh đi, mà cho nước mắt bồi bổ mi buồn. Dù có yêu nhau sâu đậm ta vẫn rời xa.
tại sao chia ly của nhau trong đời người. Thì em yêu thương hay hay cứ vui, để mai nay em nhớ để chào cười. Mà sẽ bên nhau em muốn kiếp sau hay sẽ không biết nhau. Tiếng là sỏi đá thì cũng phải biết đâu, yêu thương làm gì anh không được biết đâu. Biết có không em mình sẽ lại tương phùng tái ngộ bên trong hình hài khác. Gặp nhau nhưng mà chỉ cảm thấy là mơ hồ mang máng như lời một bài hát. Có biết không em tình yêu sai sót đó, anh chỉ mong em gặp được ai tốt số. Người sẽ ước em bằng những giả may hoặc mà không phải thay lòng vì một ai chót nhớ. Hay phần trời ta phải cứ vâng lời, em sẽ chờ đến đến một kiếp luân hồi. Để mà tìm nhau tự nhiên như cảm hứng, đòi hòa vào nhau như một sự phản ứng. Hay lúc đó mình sẽ không nhận ra, từ đâu em ơi như phần mà. Em sẽ cố nhớ em từng là ai đây, từ cự chỉ giọng nói từ chi tiết. Hay là sao trời mây trắng hoặc mùa thu, hoặc feeling trong anh mỗi khi viết. Nếu là tánh thần anh biết mình toàn năng, mình sẽ giới hạn cuộc tình này đến. Khi hoàng hôn hát theo từng vệt mong mơ, khi dòng xe nối đuôi nhau trôi qua thật nhanh, khi bàn tay vốn thân quen chẳng còn nơi đây, là luôn nỗi nhớ của mình. Đôi khi như một chuyến xe trôi đi về mây.
từ Việt Nam sang Tokyo, đang theo âm nhạc cùng những người anh em đi show. Giấc mơ nối tiếp giấc mơ như là domino, tránh xa những thành phần ba hoa như Pinocchio. Here we go, đơn giản vài ba cảnh số phố ghi lại video, tranh thủ ghi anh đi đi trong Nam Bắc ngay cả studio. Anh em lên kế hoạch sản xuất và đem đi thu thêm doanh thu. Cảm thấy như cá mò mang, bao nhiêu phiền não biến tan, tiếng người cười nói hân hoan, thêm nguồn cảm hứng để sáng tác. Chấp những cực khổ chứ không cực đoan, để rồi cuộc sống sau khi cực sang, câu chuyện vẫn phận ban phước. Cho được con bước sẽ luôn tại chỉ và trong làn khói ngắm nhìn màn đêm buông dần dần một người xung viết những điều mình nói đông đặc xin thêm phương tận khi mà mang cảm xúc vẫn như là mới cùng với những em đêm phương vẫn tìm điệu nhạc khiến anh khó từ chối em cảm biết rõ từng tận mình đâu cần thiết tranh luận về biết đánh gần tiếp tục để kill the game. Quan trọng số một phải nhiều respect để build tân đêm, nhưng ngày càng không đến tên và để rồi xe này không thể quên, tất cả rồi sẽ hoàn toàn xứng đáng và thêm nhiều thêm. Thì tao lướt trong màn tiếp giấc mơ nối tiếp như domino, tránh xa những cạm bẫy vì đời được quay ngược Pinocchio. Giờ mình có thể thấy tao walk on the street in Tokyo, sẽ tìm nó sẽ nghe ngày nay phải chi là như đi go go go. My guess and my